Web drama đang chiếu YouTube Bi Long Đại Ca với chủ đề tội phạm hình sự mới vừa ra mắt những tập đầu vào những ngày đầu năm 2021, có sự xuất hiện vai chính của gương mặt diễn viên trẻ Steven Nguyễn. Thành công của web drama này là điều được dự báo trước bởi bộ phim được Ato Film Group sản xuất cùng với phần đạo diễn của Mr. Tô, từng đạo diễn Thập Tam Muội, Thập Tứ Cô Nương, Giang Hồ Chợ Mới, Anh Vi Cá và nhiều phim chủ đề giang hồ trên mạng, cũng như sự góp mặt của các gương mặt diễn viên quen thuộc với khán giả như Lê Quốc Nam, Ngân Quỳnh, Tùng Yuki, Hứa Minh Đạt, Khả Như, Yaya Trương Nhi. Tuy nhiên, điều đặc biệt, vai chính của phim Bi Long đã được đạo diễn ưu ái giao cho một gương mặt khá trẻ trong làng phim Việt, Steven Nguyễn. Từng theo học tại trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và được khán giả biết đến qua chương trình Gương mặt Điện ảnh, Steven Nguyễn chinh phục người xem bằng sự mới mẻ, mộc mạc cùng với vẻ ngoài nam tính và diễn xuất cuốn hút. Dù Bi Long Đại Ca chỉ mới ra mắt tập 1, nhưng Steven Nguyễn đã nhận được rất nhiều lời khen từ cả công chúng lẫn giới chuyên môn cho phần hóa thân vào vai chính của mình. Sau khi web drama lên sóng, Steven Nguyễn được nhiều fan gọi là soái ca mới của làng phim Việt. Nhân vật của anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, tính cách lạnh lùng, gan dạ. Trong phim Bi Long Đại Ca, Steven Nguyễn sẽ vào vai Bi Long, một tay giang hồ làm việc dưới trướng của lão Phật gia Tùng Yuki và đại kê Hứa Minh Đạt. Khác với những tên giang hồ hống hách, thô lỗ khác, Bi Long là một chàng trai vô cùng nghĩa khí và coi trọng tình nghĩa anh em. Đặc biệt trong phim, anh còn có mối quan hệ đặc biệt với Khả Hân, Khả Như thủ vai. So với các vai diễn trước đó, nhân vật Bi Long lần này đòi hỏi ở Steven Nguyễn khả năng diễn xuất nhiều hơn. Không còn đơn thuần thể hiện những cú đấm mạnh mẽ hay những pha hành động mãn nhãn, Steven Nguyễn còn phải thể hiện những màn đấu tranh nội tâm có chiều sâu và đầy phức tạp của Bi Long. Đây được xem là một thử thách khá lớn dành cho Steven, nhưng cũng là cơ hội giúp anh chứng minh thực lực, tạo được ấn tượng trong lòng công chúng. Nói về cơ duyên đảm nhiệm vai Bi Long trong web drama này, Steven Nguyễn cho biết chính cuộc thi Gương mặt Điện ảnh đã mang lại cho anh cơ hội này. Khi tham gia cuộc thi, vòng 1 của Gương mặt Điện ảnh là vòng diễn lại một trích đoạn trong những bộ phim yêu thích. Steven Nguyễn đã chọn bộ phim Thập Tứ Nương. Trùng hợp thay, vòng thi đó cũng có sự xuất hiện của đạo diễn Mr. Tô trong vai trò giám khảo mà Steven Nguyễn không hề biết trước. Ấn tượng với diễn xuất của nam diễn viên trẻ, Mr. Tô đã dành lời khen cho Steven Nguyễn và sau đó, khi có dự án làm web drama mới, đạo diễn đã gửi lời mời đến Steven Nguyễn. Đặc biệt hơn là vai diễn Bi Long này được chính Mr. Tô Donnie đóng giày cho Steven Nguyễn. Nói về nhân vật của mình lần này, nam diễn viên cho biết đây là một trong những vai diễn nặng ký nhất mà anh từng đảm nhiệm. Vai diễn không chỉ có nhiều thách thức về mặt thể lực, kỹ năng, mà còn về tâm lý và khả năng cảm nhận sâu sắc tính cách, cuộc đời của nhân vật. Steven Nguyễn chia sẻ trước khi bấm máy, anh đã dành thời gian khá dài để tập luyện cùng Cascader, tập các bài đánh võ, chỉnh dáng sao cho đẹp mắt, song song với việc nghiên cứu kịch bản, tham khảo hình tượng vai diễn qua phim ảnh, xin ý kiến của anh chị, thầy cô đi trước để hoàn thiện mình. Dù mất rất nhiều thời gian, nhưng bản thân anh cảm thấy xứng đáng vì đây không chỉ là cơ hội lớn mà còn là dịp để Steven Nguyễn được sánh vai cùng nhiều đàn anh đàn chị trong nghề. Trước khi thi Gương mặt Điện ảnh, Steven Nguyễn từng tham gia nhiều dự án điện ảnh web drama như Bạn gái tôi là Trùm Trường, Ông Trùm Một, Thợ Săn Giang Hồ, Cú Đấm Thép. Tất cả các phim này, Steven Nguyễn đều đảm nhận vai chính, nhưng có thể nói vai diễn mới trong Bi Long Đại Ca là nặng ký nhất, nên nam diễn viên mang áp lực rất lớn. Steven Nguyễn cho biết mình rất cảm kích sư phụ Lê Quốc Nam, các anh chị diễn viên Khả Như, Hứa Minh Đạt, Ngân Quỳnh, Lê Nam và đặc biệt là đạo diễn Mr. Tô đã uốn nắn và chỉ bảo mình một cách nghiêm khắc, thẳng thắn nhất có thể. Với tác phẩm lần này, Steven Nguyễn cho biết anh rất hạnh phúc khi thấy Bi Long Đại Ca được đông đảo khán giả yêu thích, nhưng anh chưa hài lòng với bản thân vì mỗi khi xem lại anh đều nhận thấy lẽ ra có thể làm tốt hơn, hoàn hảo hơn. Nam diễn viên trẻ rất vui khi được khán giả đón nhận tích cực, cũng như được khen đẹp trai, nhưng anh hy vọng sau tất cả, điều mà mọi người nhớ đến ở anh là một diễn viên tài năng, có thể lực để bù đắp cho những cố gắng kiên trì trong nhiều năm qua của mình. Tính đến hiện tại, Steven Nguyễn đã nuôi dưỡng niềm đam mê điện ảnh được gần 10 năm và đã trải qua rất nhiều khó khăn thách thức, từ việc thi rớt trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, phải mất 2 năm để thi đậu vào trung cấp sân khấu điện ảnh, sau đó phải đi nghĩa vụ quân sự, cho đến một thời gian dài chỉ được nhận những vai nhỏ ở sân khấu kịch. Có thời gian Steven Nguyễn còn đi làm soát vé hay tham gia casting quay quảng cáo, đóng vai quần chúng để kiếm thêm thu nhập. Với Steven Nguyễn, tất cả những trải nghiệm đó là ký ức và bài học vô cùng đáng giá, giúp anh từng bước có được sự vững chắc của ngày hôm nay. Steven Nguyễn luôn cảm thấy biết ơn những người anh, người thầy đã giúp đỡ và rèn luyện mình trong thời gian qua như đạo diễn Đinh Công Hiếu, Bùi Tấn Hảo và Mr. Tô, Ato. Hiện giờ, giấc mơ lớn nhất của Steven Nguyễn là chinh phục điện ảnh. Nhưng trước hết, anh sẽ theo dõi và lắng nghe những góp ý của khán giả dành cho vai diễn của mình trong web drama Bi Long Đại Ca để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Thừa nhận bản thân là fan cứng của dòng phim võ thuật Hồng Kông ngay từ khi còn bé, nên việc thể hiện khí chất của một tay giang hồ đối với Steven là điều không quá khó. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất chính là việc thể hiện được nội tâm của nhân vật như ý đồ đạo diễn muốn. Nam thần hành động thế hệ mới. Có thể thấy điểm chung lớn nhất trong các vai diễn mà Steven Nguyễn tham gia đều thuộc dòng phim hành động. Điều này cũng đòi hỏi nam diễn viên phải có kỹ thuật và sức khỏe tốt để tránh việc bị chấn thương có thể gây ảnh hưởng đến công việc và cả cuộc sống. Nhưng càng khó khăn, Steven Nguyễn càng xem đó là động lực để tiếp tục cố gắng cống hiến cho khán giả những thước phim đẹp mắt nhất. Thường xuyên vào vai giang hồ đánh đấm, thế nhưng Steven Nguyễn cho biết anh không quá lo lắng về việc bản thân sẽ trở nên một màu trong mắt khán giả. Bởi lẽ ở mỗi vai diễn, anh luôn cố gắng thể hiện những màu sắc, tính cách đặc trưng khác nhau. Đặc biệt, nam diễn viên cũng quan điểm rằng chính lối diễn chân thành, luôn sống với nhân vật chính là yếu tố tiên quyết giúp anh giữ chân khán giả. Cũng chính nhờ tinh thần xả thân, luôn hết mình với những vai diễn, Steven Nguyễn giờ đây được công chúng ưu ái gọi với danh xưng nam thần hành động của màn ảnh Việt. Mặc dù hiện tại, anh chủ yếu tham gia trong các dự án web drama, nhưng trong tương lai không xa, nam diễn viên sẽ cố gắng không ngừng để có cơ hội đến gần hơn với khán giả màn ảnh rộng. Ngoài ra, nam diễn viên cũng chia sẻ rằng bản thân đang cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất, rèn luyện sức khỏe, cũng như kỹ thuật hành động để có thể thực hiện một dự án phim của riêng mình. Với tinh thần hết mình vì các vai diễn, cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong diễn xuất, Steven Nguyễn hứa hẹn sẽ là nhân tố đặc biệt, tạo nên sự bùng nổ trên màn ảnh Việt thời gian tới. Bi Long Đại Ca kể về cuộc đời của nhân vật Bi Long với phần nội dung xoay quanh những hoạt động của nhóm người An Nghĩa Đường, một tổ chức tội phạm giang hồ, đội lốt đội lân sư rồng để qua mắt công an. Sẽ có rất nhiều câu chuyện xoay quanh tổ chức này với một điều luật riêng, đó là quy luật giang hồ, còn gọi là luật rừng, do ông lớn tạo ra nhằm thao túng giang hồ. Đặc biệt, dù không xuất hiện nhiều, nhưng chỉ với cái ôm đầy tình cảm giữa Khả Như và Steven Nguyễn ở đoạn cuối video cũng đủ khiến cho người hâm mộ xoắn suýt và hú hét không ngừng. Liệu rằng giữa chốn mưa máu, gió tanh của giang hồ thì có tồn tại được câu chuyện ngôn tình ngược luyến nào hay không? Web drama Bi Long Đại Ca hiện đang phát hành trên kênh YouTube Nhạc Pro YouTube.